Hello, xin chào mọi người. Mọi người ăn lễ có vui không mọi người? Thực sự là hôm bữa giờ là không căng lễ gì hết nha mọi người. Ăn hàng, ăn đơn, cũng như là ăn cơm, ăn ké thôi. Biết sao mọi người? Tại vì mình cũng muốn, rất là muốn đi chơi lễ. Nhưng mà hiện tại là kiểu như ai cũng nghỉ hết rồi. Giờ mình độc quyền mình ở nhà cho nó lẹ đúng không mọi người? Đó, hôm nay giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm nước hoa Sô. Có tên gọi là So Scandal. Đây là một cái dòng sản phẩm nước hoa rất là hot rồi mọi người ơi. Trên tay em đang cầm là một cái phiên bản rất là mới của nhà So Scandal nha. Và hôm nay chúng ta cũng cùng nhau là bốc hộp, gọi là mọi người hay gọi là đập hộp với mọi người. Đó, hôm nay em cũng thử là kiểu như đập hộp như thế nào nha. Đập hộp là xé hộp chứ không phải lấy cái hộp đập nha mọi người. Đó, cái dòng sản phẩm này á, cái thật sự cái tất cả các chị em phụ nữ á, hầu như ai mà đã ngửi thấy cái mùi này là muốn sở hữu ngay và luôn. Đó, hôm nay coi về một cái hộp rất là bự mà không biết là ở bên trong nó như thế nào, em cũng rất là tò mò. Cùng nhau khám phá nha. Cái chai này 80ml, thông báo cho mọi người. Một nước hoa xịn mịn và siêu thơm như thế này thì chúng ta không thể nào bỏ qua được. Đó. Em mỗi lần mà đi đâu em cũng rất là thích xài nước hoa nha. Bởi vì sao? Bởi vì có nước hoa thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin, cũng như là mình sẽ kiểu như là mình thích cái mùi. Phụ nữ chúng ta cũng hay thích những cái mùi hương, nói chung là nó luôn bám lên quần áo hoặc là trên người mình để cho mình kiểu như cảm giác là tự tin thoải mái, và nó sẽ tạo một cái hương thơm rất là đặc biệt cho mình, đúng không mọi người? Đây, ở bên trong nó như thế này nè. Cái chai này là chai chính hãng nha, không có bán pha kê cũng như là không có bán mấy cái hàng Trung nha. Đây đó, nó sẽ lót lên một cái chân như thế này. Giờ chúng ta sẽ móc ra cái em này. Trời ơi, cầm mà sợ rớt lắm luôn á, quá đẹp luôn á. Đây, hộp bên trong nó như thế này thôi, đó, kéo ra được cái em chân dài như thế này đó. Mua cái chai nước hoa về là chỉ được ngắm cái em cái chân dài này thôi nha. Và cái phiên bản này mọi người hỏi là em ơi sao cái phiên bản này nó sẽ khác với phiên bản trước. Phiên bản này cái lớp bao bì bên ngoài nó sẽ là cái hàng nhung nha mọi người, hàng nhung khắc chữ. Thực sự là cái phiên bản đầu tiên của nước hoa So Scandal này thì em vẫn chưa sở hữu, cũng như là chưa ngửi được cái mùi nó như thế nào. Nhưng mà được rất là nhiều chị đánh giá và kiểu như review, cứ chụp hình rần trên mạng á mọi người. Hôm nay cũng quyết định tặng về cho mình một cái chai nước hoa So Scandal này. Đây, cái đây là cái mẻ web của nước hoa nha. Thực sự là cái vỏ này in rất là đẹp, vỏ nhung rất đẹp, cầm lên thấy cũng đã mịn tay rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau test mùi hương. Đây là bước mà gọi là mình kiểu như là mình hào hứng nhất luôn á. Đây, bây giờ mở ra. Trời ơi, cái nắp nó cũng hơi nặng tay, và cái nhìn cái chân nó cũng hấp dẫn lắm nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ test ở đâu trước ta? Thường nước hoa về, mua về là mọi người sẽ test ở đâu đầu tiên? Em là test lên tay trước nha. Trời ơi, nó đã thơm lắm luôn mọi người. Thơm quá mà muốn cười miết luôn ạ. Cái mùi này nó rất là thơm nha mọi người. Cái kiểu như là mọi người hay sử dụng cái mấy cái dạng nước hoa mà khi mà mình xịt ra mình cảm giác cái mùi nồng, kiểu mùi nồng đầu tiên mà kiểu như nó rất là nặng đúng không? Nhưng mà cái nước hoa này khi mà xịt lên cái mùi nồng đầu tiên của nó cực nhẹ, cực thơm, và khi mà mình ngửi tới khi mà tầm khoảng 3 phút ấy thì cái mùi hương nó rất là thông thẳng, rất là dễ chịu. Nó không có làm kiểu như em rất là kỵ về những cái mùi hương nước hoa mà kiểu nó quá nồng, quá nặng, cũng như là kiểu nó làm chúng ta kiểu say sẩm, hoặc là làm chúng ta bị ngợp, hoặc là làm chúng ta bị nhức đầu. Thì em rất là kỵ, em chỉ lựa những cái mùi rất nhẹ, kiểu như nó thơm, nó sang, nó kiểu nó vừa phải, nó không có phải làm chúng ta là căng thẳng đâu. Nó cực kỳ thoải mái luôn. Cái mùi rất hay nha mọi người. Cái mùi này á, cái hương đầu của nó là quả mâm xôi, hương thứ hai của nó là hoa huệ tây, và phong cách của cái em này á quyến rũ gợi cảm. Và dòng sản phẩm này cái hương chính của nó là hương huệ nha mọi người, hương của hoa huệ và orange blossom. Cái mùi này rất là thơm nha. Em khuyên tất cả các chị em phụ nữ á, những ai mà thích cái mùi hương nhẹ nhàng nè, thùy mị nè, những cái mùi hương kiêu sa gợi cảm, thì đừng quên cái dòng sản phẩm nước hoa So Scandal này nha. Thực sự rất là very good nha mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, có một ngày thật là hạnh phúc, và đặc biệt là nhớ mua sản phẩm nước hoa So Scandal này nha. Liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356 605677 hoặc là 0355 838 057 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.